gà khó của xã quá. Này cũng ghé cô Tư Phụng Khánh Sinh à, vậy thôi. Không khác à. Đó là làm xã như lắm gặp mặn ha. Giờ này là cũng 5 giờ mấy gần 6 giờ rồi, Khánh mới vừa đi rước Khánh Vy về. Xong rồi Khánh mới gọi điện cho cô Sáu Diện Sáu nè. Nói cô Sáu Diện Sáu là xuống đây ăn lẩu. Bây giờ hâm cái nồi lẩu lại bỏ cá vô. Vậy là ăn được rồi. Giờ sắc xả, cháy xả với tỏi với ớt nữa. Bữa vô là xong. Giờ Khánh cháy tỏi ớt nè. Khánh hồi nãy quên Khánh. Dạ, quên gì hết. Nhà gì sao quên quá trời ngờ sao á. Hả? Ồ dữ lắm luôn, gì sao mà cỡ. Ừ, quên. Để nhiều 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 thơm này ít. Chưa nóng. Để lại vô nha. Dạ cái này thì hồi sáng cái đi chợ cái Khánh sợ. Không có này đâu, giống lẩu đâu. Cắt nhận lỗ bự cũng có nữa. Tốt. Vậy nước cặp nó lên nó gì hơn. Nước cặp mềm dữ lắm mà em. Nó non ha. Ừ, ngò này không. Giờ Khánh bỏ vô cái nồi này cho thơm. Rồi cái nồi này sôi đi. Sôi lại thì bắt đầu Khánh mới bỏ cá vô. Sáu quên nữa thiệt tình nha. Thôi rồi, thôi rồi. Này thử thôi. Giờ Khánh để tỏi với ớt vô đặng cho nó thơm. Xả. Cá này Khánh không biết con cá gì luôn rồi sao? Hả? Thì làm sao có? Mình tồn cho. Một con cái đầu mà nhiêu đó. Có cái đầu không? Cái đầu không? Cái đầu không mà như đây. Mà cái đầu mà mở nhiều đó chứ không biết con cá gì luôn hả? Cái gì mà cái đầu có mở nhiều vậy? Cô có thấy cái đầu cá nó đâu mà biết. Cái tủ lạnh bữa hổm á toàn cho cái ăn qua đem về mà cái tủ lạnh của cô Sáu bỏ vô không vừa, tại vì đồ ăn của dì Ba Phan bán á để trong tủ lạnh cho nên là phải đem chạy về đây á. Rồi bữa nay là có dịp để lấy ra để nấu lẩu nè. Rồi sao lại cái mình nhắc cho biết. Thơm quá chừng luôn. Rồi, cá sau chín hết rồi. Rồi mình đẩy vô lẩu. Mình đi qua bên kia. Mình mới thành người lớn được chứ. Bây giờ Khánh để cái này là ngò gai nè. Để Khánh để vô nồi lẩu. Nồi lẩu ngon lắm rồi. Cá cái này là xả, ớt, tỏi. Cho nồi lẩu thiệt là ngon luôn. Còn đây là hành tây. Hành tây thắt sợi. Để vô luôn. Coi hấp dẫn hay chưa vừa. Nóng mát thôi này phải không? Dẫn không? Khánh Vy ăn không nè con? Cái điện thoại Vy còn nói chuyện nữa Vy. Đó. Ở cái điện thoại đang nói chuyện với con. Đi như này đó. Rồi, mốt cho sao? Cái này là phải ăn thịt nhiều hơn ăn ăn bún. Thịt nhiều hơn bún. Cái đầu cá thật. Cô Sáu thích ăn la măng nè. Dưỡng Sáu là khoái thẩu cái này nè. Cái gì măng chua là dưỡng Sáu không khoái đó. Nhớ sao? Ăn măng. Măng quá. Em vừa mới chưa biết chị nữa nha. Đi nay học giỏi không con? Học cô giáo có khen giỏi không? Giỏi đâu có gặp gặp, giỏi giỏi phải nói. Dạ con giỏi dạ, chứ. Dạ giỏi. À dạ giỏi. Dạ giỏi gì con? Ừ. Ok.
ngoan nha. Dạ. Dạ chứ gặp gặp cho đâu ngoan con. Dạ. Đúng rồi. Đó. Ừ. Hỏi thì phải lên tiếng rõ ràng. Tiếng dạ chứ. Là ngoan nha. Nè đây chơi sao đi. Đây đây nè. Cá này coi chừng có xương á nha cô sáu. Xương nha, giống giống như cá mè mà không phải không? Dạ. Không phải cá mè, không biết con cá gì á. Không phải cái xương nó cũng to mà. Ừ. Quá là. Ồ. Ông Sáu thương Khánh Huy không? Khánh Huy. Thương không? Ông Sáu có thương con không? Có. Có, dạ có. Dạ có. Dạ có, nó ngoan nghe. Cái đầu này không biết mấy nha. Người ăn nó hết. Rồi nó hết cá rồi còn hả? Còn miếng mà. Bỏ thì ghét ra, hãy chơi vậy con. Còn là nhiều lắm, mà còn, còn còn cái sống không phải không? Mai dạ. Còn có đi học phải không? Đi xác gì hơn đây? 2kg à. Nguyên ra nè. Ký. Rồi, em lấy đi. À, đi chén chén nè. Vô ăn nè con. Ờ, vô ăn lẩu nè Quy. Vô ăn nè Quy. Nước cái này. Có hai. Ừ. Ủa, kêu bác hai chơi. Bác đúng rồi. Chơi lần chơi đồ chơi của nó chứ. Nè Quy. Rồi con bỏ tay vô đi Quy. Cái này đồ ăn ngập mũi. Nước cạn dưới. Để thêm miếng nước đi. Thảo xách miếng nồi bự lại đây Thảo. Dạ, xách miếng nồi lại, tại nãy giờ cái nồi cũng cạn nước rồi. Xách miếng nồi bự lại. Vi Vi, Vi lại đây ngoài. Lên đi. Ừ, đem mất kiến hả? Kiến khoe ông Sáu đi. Ủa, sao? Đẹp đâu, đẹp dữ vậy? Đâu cái cây, đâu cái cây. Đẹp dữ. Quay kìa, quay kìa. Cái kiến là kiến loại nước mà. Bơi. Cái nồi bơi lên. Để em cho. Em bơi. Mai đi, chừng mai đi hồ bơi, em đi đeo cho. Rồi lại giống nào đi. Đi rồi giống nào. Coi điện thoại đi con. Đi đi. Con có biết bơi không? Cái này mình ăn rau nước chi rau. Con có biết không? Con trả lời ông Sáu bà Sáu đi. Ta chỉ biết tính thôi thôi. Biết tính nước. Biết là. Con biết tính nước đúng không? Đứng nước, đứng hồ bơi. Đứng với hồ bơi thôi. Không biết hồ bơi rồi. Dạ không biết rồi. Con không lấy hai cái đồ nhắc đó. Con lấy hai cái đồ nhắc. Con lấy hai cái đồ nhắc. Con hết luôn măng luôn cô Sáu lấy măng hết luôn cô Sáu. Ui dạ, ui dạ. Đó quá chừng luôn. Hết, hết. Hết cả chưa. Dạ. Giờ, giờ chứa vào bụng ra sao. Cái chó nào nước rau. Rồi, hết. Rau nằm dưới. Chắc là cục xương lấy nước ngọt ra đi cái nó bớt. À, lấy cái tô Thảo. Cái chén này hả? Hả? Cái này hả? Sẵn cái tô ăn đặng đựng. Nó xin luôn. Cái này cũng không dám hỏi à. Nói nhá xuống rồi. Còn có nước gì mới nấu ta. Khác rồi. Hết. Còn. Còn mất rồi. Còn không nấu. Còn nè. Quá trình. Rồi, cho mình ăn. Xin mời ông bà cô bác. Ăn mời dưỡng sáu cô sáu. Và tất cả mọi người cùng nhau cùng chung dùng cái trong cái ngày lễ tạ ơn cho vui vẻ thật thà. Bữa nay thì ráng lấy ra dì Tư cũng có mặt nữa, nhưng mà 3 giờ là tiền phải đứng xe đi lên Sài Gòn chứ không thôi là hết xe đó. Thì thành ra giờ ở nhà chỉ có hai chị em thôi, qua thì đi học chưa về. Qua học chưa về, 7 giờ mấy nó mới về. Mấy nó về. Rồi cái tô này cô. Ăn cho lưng bớt thì thôi đi, đầy quá. Đây là cô xác, em còn một chút heo nè. Xương heo. Rồi, ăn đi. Xương heo. Còn lẩu này lẩu gì cô thấy? Lẩu cá, nó ăn chua.
Rồi Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị cùng thưởng thức. Măng chua mà cá không hỏi là không ngán. Không có gì vậy chua chua. Nước mắm nữa có gì nữa. Tự thích ăn đi cô Khoa. Đó thì tự soi. Đây là đồ ăn xương. Này dư, dư vật, dư giả, đồ ăn dư giả. Cảm ơn nói. Đồ ăn xương. Đồ cá bự thiệt. Đồ cá hai nhà ăn không hết. Ăn cá nó béo. Cái gì lạ quá. Ăn cái thịt nó hư. Mấy cô sao ăn, cô sao đóng được con cá không? Thôi em chắc không đóng được hết. Gì con? Nhưng mà cái đầu nó ra làm sao? Đầu nhưng mẹ nó đắt tay. Đi đi. Ra mới ngồi gọi nó uống cái. Ủa, không biết cái gì đi. Không giỏi hả? Mình lớn rồi. Đó mà sao cho Khánh Vy tự đi được không? Được. Khi mà cũng thích Vy giỏi mà. Béo quá. Con cá cái đầu nó y như con cá mè vậy đó. Mà như cá mè không phải cá cóc không? Chứ cá cóc nó cũng bự á. Thấy ta? Con cá này béo nè. Cá cóc hay là cá chẽm? Không phải cá chẽm, cái đầu nó rõ nền mà mỡ lắm. Đầu đó lên thiệt đó. Mà cha cái đầu mà đầu trắng chặt ra. Vậy là không phải cá cá cóc, một cục mỡ vừa chảng á. Thì mà cái đậu đỏ đỏ mà chặt ra làm có gần nó gần không? Vậy là rất cá cóc quá. Béo. Cá cóc quá người sao? Cá cóc nó màu trắng. Như cá này nó mất tóc mà. Nhưng mà điều cá lớn là ngon. Béo quá chừng luôn. Không có xương nhỏ, xương bự mà. Vậy chứ cá mỡ béo này nó giống như mỡ cá cái gì cá ba sa, cá dứa á. Cá bông lau á. Cô sao con cá cá thầy tượng nó lớn quá không ngon rồi sao? Để cứ bánh tráng nữa xong móc ra cái thịt nó bời rời nó mới dính. Hậu vậy á, mấy đứa con thầy bảy nó vậy. Nó chặt nó mềm lụng. Bữa rồi. Cá thầy tượng đó chị biết không, lóc ra mà nấu lẩu ngon lắm nha, nó dai. Cái này chiên của bánh tráng mà cái thịt nó bụng. Nó dai nó giòn giòn. Nó lớn mà ăn ngon cái tươi. Tiệt nha con cá, tiệt nói thịt nó. Hôm đó em có ăn cá lâu năm á, nó thịt nó giòn, da nó giòn. Con có ngoan không? Con có ngoan không? Rau nào? Quy Thảo. Dạ. Mới ăn cháo rồi hay gì? Mới ăn cháo rồi. Cháo là riết nè. Chưa. Vừa ăn không? Cô Thảo, em vừa ăn. Vừa ngon. Ăn này không ghét. Mẹ Khánh hô chú lẹ Khánh chưa Khánh ngồi nửa cái đường phèn nữa về nêm. Mà Khánh ngồi nửa cái đường phèn hồi Khánh đi gớt bì em. Mà Khánh nếm lại Khánh thấy ủa vừa ăn mà sao mẹ nó chua. Chắc tại có cái mùi măng chua quá nó bốc lên vậy. Chắc vậy quá. Ra quá chừng người cô Sáu ơi. Cảm ơn hỏi. Cảm ơn con. Cá thịt nó mềm mà nó béo. Giỏi quá. Mềm chưa? Mềm hả? Thôi, có thể ăn bánh mà. Cá này ăn bánh mà cái xương con cá này cũng dặn như cái xương hà hà năm xương gì nè mà nó giống như cái xương sườn. Cái xương nè. Ủa cái xương nọ gì hả? Cái xương hàm. Cái xương hàm, cái xương mà nó ngay chỗ cái mang á. Cái xương heo. Chị rút cái dục bớt rồi đó. Chút gì vậy? Rút dục bớt rồi đó. Nó nhìn tưởng xương heo. Thịt cá này ngon lắm chứ bộ. Cái này thịt ngon mà ăn mau ngát quá. Béo. Béo. Nó lẩu măng chua là béo hơn như cá hồi không mẹ? Béo hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền
Để đem bánh cho ông sáu bằng sáu luôn. Đó là kìa với bạn kìa. Nguyên một miếng mỡ luôn. Tám cứ dùng là mập. Mỡ rồi mình giặt ăn không tốt, nhưng mà cá nặng cũng tốt. Cái này mình móc rồi chắc lên nó rã. Cái này, ừ? Nhớ, biết mỡ với thịt cá này ăn giống cái gì không? Gì? Cái ngát bự luôn hả, mình ăn quên quẹo quá. Mỡ nó béo như vậy. Mỡ này nó giống mỡ cái con lao. Ừ. Cái ngát nó không bằng cái con lao. Giỏi hả? Nấu thêm ăn chạy. Chạy xe đi con. Chạy tới 4 bánh mà chạy không giỏi được. Béo quá. Béo ngon, cá này ngon. Cá này mấy người béo già thích ăn à? Bụng em cũng giống giống như cá rú. Con nhỏ thì nó đi chơi, nó đi ngoài Đà Nẵng mà nó Đà Lạt rồi xong nó ra Nha Trang mà nó lấy theo chiếc xe hết, thấy không? Nó lấy theo chiếc xe nó chạy. Anh Tâm gửi xe tới đâu rồi hả? Hả? Trên xe anh Tâm hả? Nó đi xe ngoài. Thì nó đem theo đó. Đem theo bỏ, hả? Bỏ xe. Chạy đi. Mày ơi. Cái đẹp này á, mày nuôi nó dễ dạ lắm á. Không ăn gì cho con. Lần đầu tiên nghe tiếng Huy như vậy luôn. Chiều rước nó nghe, tưởng là nó bị sang tiếng mấy bữa à. Nó ho, sáng có chỗ nó ho rồi. Con cá gì mà cô nói là cái gì nó cũng ăn luôn đó. Cá tầm hả? Cũng phải cá tầm. Cá mập. Nó ngang ngang như con cá tầm vậy á. Giá tiền á. Cái bụng. Thì cái con thứ con cá mập nhỏ là cái gì hay? Cá tầm. Cá người ta kêu bằng con cá gì? Rau nào rồi chúng ta ơi. Nãy ai cũng quên. Mẹ ăn nữa mẹ. Thôi, nó hồi ngán rồi nè. Giờ hết vậy. Chúng ta. Dữ dội. Chứ không mà nói con cá đó quên mất tiêu con cá hầm thôi đó. Cô đi Nha Trang về cô mua 2-3 con nha. Tại ra đó mua thấy nó rẻ. Còn măng mà để Dưỡng Sáu giải quyết măng. Mấy cục xương rồi nhớ xương rồi hả, thể quyết cục xương hả? Đó. Nè, cục xương nè, tô nè. Nè để nó giữ quyết cục này trước đi, giữ quyết cho. Ăn xương tớ có ăn với bà Tân. Đợi nó thôi. Còn bún rồi chị đi. Ngon quá, cá béo ngọt hay không? Nãy hồi con lấy ra mà thấy cái đầu á, anh nghĩ chắc không ngon. Tại thấy có xương ngược mà không ngờ ăn cái nó béo hay ghê. Cá này chắc ở dưới sông thiên nhiên hay rồi sao? Cái này chắc bữa trâu. Cá thiên nhiên. Cá là bữa trâu. Không hỏi cái đâu mà bệnh mua ha đâu. Ai cầu. Bữa hôm qua nó xách về chứ con đâu có xách về đâu. Đó, hôm qua đó anh Bình đưa. Cá là cá sông. Ừ. Bữa trâu. Cái này cá sông, cá thịt ngon quá. Cái mùa này cái mùa nước lên vậy nè. Cá nhiều lắm nè. Mùa này là ở miền trên nó sống ngày cá không nè. Người ta cá biển hồ cá ra. Linh ờ cá linh rồi cá này cái nọ. Nó làm mắm rồi á. À, mùa này nè. Đây có người giàu cũng nhờ cá nè. Cứ làm như người ta trồng lúa cái tháng này cái mình tưởng đâu là người ta không trồng lúa được, người ta nghèo ai nhờ. Cái mùa này á nước nó lên nó còn giàu hơn mùa trồng lúa nữa. Có cá gì? Cá năm nào mà nước nhiều á là dân ở bên đó người ta mới trúng một cá, chứ mà nước kém người ta rầu không có cá. Cá mà nó ụt giữa ruộng ụt ụt nốt y như nước cơm sôi, y như cái nồi cơm cái nước sôi vậy sao. Mà mẹ thích ăn nhất là ăn cá miệt Đồng Tháp là mẹ ăn cá rồng đồng, mà chịu ăn cá rồng đồng, cá ăn con nhỏ nhỏ vậy mà thịt nó ngọt đúng không. Cái rồi đồng với cái sặc rồi bậy bạ vậy cái lần canh
cà chốt à, có lành canh ăn ngon phải không? Ừ, cá chốt cũng ngon, cá chốt nó béo gì đâu béo. Cá lành canh người nó ăn cá heo rồi sao, cá heo mà nó nhỏ xíu và nó mua gì khô khô tiêu đồng tan á, mà ăn cá heo đó sao gì ăn được, chứ ăn hơn nó tanh chứ ăn được. Về trà nhớ nhau rồi sạch sẽ hết lên. Nó nhớ nhiều. Ờ mà ăn không ngon. Ai. Nó béo quá mà em ăn cũng được được. Ủa chứ đâu mà lại ăn. Ừ. Mua từ khô khô không sao đâu. Ta mua người ta lựa cá đó rồi. Ừ. Cá đó kêu cá heo mà nó cái màu xanh là nó nổi như heo hoài à. Con gì con? Cá nhỏ màu xanh. Dạ hả? Cá có kêu hoài. Con coi chừng con đụng ở phía sau cái ghế đó nha. Nó để máy bay ăn cái lòng canh ăn ngon cái lòng tâm của nó. Đâu rồi? Hồi nãy thì tao mẹ ơi xin chào mẹ chào đây mẹ. Ông Sáu kìa, bà Sáu kìa. Bà Sáu kìa, khi mà nấu nồi lẩu thì cả nhà Khánh là ăn hết nồi lẩu luôn. Khánh rất là vui luôn. Một lần nữa thì Khánh xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã theo dõi Hương Vị Đồng Quê để ủng hộ cho Khánh. Khánh xin chúc ông bà cô chú anh chị ngày lễ tạ ơn, hạnh phúc và tràn đầy kết quả theo mong muốn trên từng thành viên trong gia đình của mình. Còn bây giờ thì cả nhà Khánh xin chào và xin hẹn gặp lại.